Về cái nội dung báo cáo mà cái điểm nổi bật hôm nay tôi sẽ có bốn cái phần liên quan, đó là báo cáo về liệu pháp kháng kết tật thủ cầu, gồm 3 nghiên cứu điều trị nhồi máu cơ tim cấp, chỉ còn 2 nghiên cứu và phòng ngừa đột quỵ hoặc là thuyên tắc bạch hệ thống ở bệnh nhân mà sau phẫu thuật tim. Liên quan ngoại khoa đấy thì có một nghiên cứu và đánh giá một số lợi ích của một số thuốc mà điều trị COVID liên quan đến tim mạch. Đầu tiên tôi sẽ báo cáo phần thứ nhất là liên quan cái liệu pháp kháng kết tật thủ cầu. Cái nghiên cứu thứ nhất là gọi nghiên cứu là adaptable, thì cái giả thuyết của họ, tất cả chúng ta đều biết là trong hội chứng vành cấp từ trước đến nay, đối với aspirin người ta nói liều duy trì bao giờ người ta để khoảng rất là rộng, từ 81 mg đến 325 mg, họ để như thế, nhưng có nghĩa là mình cho từ 81 300 mình thế nào cũng được. Nhưng theo giả thuyết này thì người ta bảo, người ta nghĩ rằng là từ 81 đến 25 300 mg thì 81 hay cận 300 mg thì cái liều nào tốt hơn. Giả thuyết như vậy người ta đưa ra nghiên cứu. Thì đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên đang tâm được thực hiện ở Hoa Kỳ, một số lượng bệnh nhân rất lớn, khoảng 15.000 người tham gia. 15.000 người này đã được chẩn đoán là các bệnh tim mạch sơ vữa đã được chẩn đoán rồi, kèm theo một yếu tố tăng nặng nguy cơ, ví dụ như đái đường hoặc là tăng huyết áp, và chia thành ngẫu nhiên là hai nhóm. Một nhóm là chúng ta dùng aspirin 81 mg, một nhóm là dùng 325 mg. Mà cái tiêu chí đánh giá của họ, tiêu chí chính là tỷ lệ tử vong cho mọi nguyên nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim hoặc là nhập viện vì tai biến mạch não, đột quỵ, thiếu máu. Tiêu chí đánh giá phụ là cái tỷ lệ chảy máu trên lâm sàng mà phải nhập viện. Mà trong số nghiên cứu 15.000 người này thì có 90% bệnh nhân đang uống thuốc aspirin trước đó, và thời gian theo dõi của nghiên cứu này là trung bình là 23, 26,2 tháng, và tối thiểu 19 và là dài nhất 35 tháng. Thì kết quả nghiên cứu chúng ta thấy là gì? Các liều bệnh nhân uống liều 81 mg hay là liều 325 mg, 325 mg thì kết quả tương đương nhau về mặt giảm cái tỷ lệ biến cố tim mạch, tức là tử vong mọi nguyên nhân, cũng như là nhồi máu cơ tim phải nhập viện hoặc là đột quỵ thiếu máu phải nhập viện, tức là không có sự khác biệt gì cả giữa liều 81 hay liều 325 g về cái mức độ bảo vệ trong trong trường hợp mà liên quan đến huyết khối. Vấn đề an toàn thì sao? Vấn đề chảy máu thì liệu liệu cái điều 325 có tăng nguy chảy máu hay không? Thì nghiên cứu này cũng thấy chỉ ra rằng là gì? Chúng ta uống liều 325 mg cũng không gia tăng nguy cơ chảy máu so với liều 81 mg, đúng không ạ? Và cái này là không có sự khác biệt. Và tuy nhiên chúng ta thấy có sự khác biệt gì, nhưng mà những bệnh nhân mà dùng liều 325 mg ấy thì cái tỷ lệ phải chuyển liều do tác dụng phụ nhiều hơn nhiều so với lại 81 mg, nghĩa là 40% phải chuyển liều từ 325 xuống 81 mg. Và những cái bệnh nhân mà phải ngừng thuốc do aspirin ấy, thì ở cái nhóm bệnh nhân mà dùng 325 cũng có tỷ lệ mắc nhiều hơn. Chính vì thế mà cái nghiên cứu ấy, từ nghiên cứu này chúng ta thấy rằng thì đối với bảo vệ bệnh nhân mà bị huyết khối liên quan đến biến chứng sơ vữa huyết khối ấy, thì không có sự khác biệt và cũng không gia tăng chảy máu ở nhóm 325 so với 81 mg. Và từ cái nghiên cứu này người ta đưa ra thông điệp đối với bệnh nhân đang dùng 81 mg hàng ngày, đang dùng aspirin thì chúng ta vẫn duy trì như vậy, bởi vì dù sao mặc dù không thay đổi về cái biến cố lâm sàng, nhưng mà cái tỷ lệ mà phải chuyển liều từ 325 xuống 81 mg ít hơn. Còn đối với bệnh nhân mà đang dùng nạp 325 mg mà tốt, không có triệu chứng gì, tức là dùng nạp ổn, thì người ta vẫn duy trì liều như vậy, bởi vì cũng không cần tăng như chảy máu. Tuy nhiên đối với bệnh nhân mà bắt đầu dùng từ đầu, chúng ta bắt đầu khám lâm sàng và cho kê từ đầu thì có khuyến cáo là nên dùng liều aspirin 81 mg, liều thấp thôi ạ, bắt đầu từ đầu. Và chúng ta bước sang một cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu liên quan đến việc xuống thang đối với kháng thể hồ kép. Trước kia thì có mấy cái nghiên cứu cũng là sau xuống thang, nhưng mà không thực hiện ở châu Á, thực hiện ở châu Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu, tầng người da trắng. Thì đợt này cái nghiên cứu này khác cái nghiên cứu khác là chúng ta thực hiện ở châu Á, người ở Hàn Quốc. Đây là nghiên ngẫu nhiên đa trung tâm. Cái giả thuyết người ta tại sao người ta lại giảm được, tức là xuống thang được, thì giả thuyết ta có thấy là gì? Các nghiên cứu đã chỉ ra là trong một sau khi đặt hội chứng vành cấp, sau khi đặt stent,
chúng ta nói là cái biến cố huyết khối chủ yếu xảy ra ở trong một tháng đầu tiên, và sau đó nó thấp dần đó, và đi ngang theo thời gian. Như vậy trong một tháng đầu tiên, sau một tháng ấy, thì tất cả sau đặt stent nội mạc khá ổn định, hoặc ta điều trị nội khoa thì tình trạng bệnh nhân cũng ổn định rồi và tỷ lệ huyết khối nó sẽ ít đi. Còn đối với chảy máu thì sao? Nguyên chảy máu thì trong tháng đầu tiên ấy, chủ yếu chảy máu trong những ngày đầu tiên. Nguyên nhân là ra trong ngày đầu tiên chúng ta dùng kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu rất mạnh, vừa nút in nhiều kháng cầu lại vừa do kháng đông trong can thiệp, cho nên tỷ lệ chảy máu chủ yếu xảy ra trong hai tuần đầu thôi và sau đó đi ngang. Và chính vì lý do này người ta xác định cái điểm cắt ọp là sau một tháng chúng ta thử giảm, tức là xuống thang kháng tiểu cầu xem có gì khác biệt hay không. Thì đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm thực hiện ở Hàn Quốc, gồm gần 3.000 bệnh nhân bị nhồi máu quân cấp và được can thiệp thành công. Đầu tiên dùng aspirin cộng ticagrelor sau một tháng, người ta đánh giá lại nếu không có biến cố gì liên quan đến chảy máu đáng kể hoặc là liên quan đến biến cố liên quan huyết khối, thì lúc đó người ta chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm điều trị aspirin cộng clopidogrel, tức là nước xuống thang, cái nhóm này nhóm xuống thang, và một nhóm chứng là vẫn duy trì như vậy là aspirin cộng ticagrelor, tức là duy trì cái thuốc kháng cầu mạnh. Thì thời gian theo dõi là 12 tháng. Kết quả nghiên cứu thấy rằng là gì, các biến cố cộng gộp thì ở cái nhóm mà xuống thang ấy, màu xanh chúng ta nhìn thấy là màu xanh, là giảm được khoảng 45% cái nguy cơ tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim tái phát, tai biến mạch não hoặc là chảy máu theo tiêu chuẩn BAC từ 2-3 năm, so với lại chúng ta cứ duy trì với lại cái nhóm kháng mạnh như ticagrelor và aspirin. Như vậy xét về mặt khi mà người ta phân ra nhóm giữa nhóm liên quan đến kết cục thiếu máu, tức là liên quan đến huyết khối, và kết cục chảy máu, thì cái kết cục của thiếu máu rõ ràng nhóm xuống thang không thua kém so với lại cái nhóm mà duy trì áp lực tiểu cầu kháng tiểu cầu mạnh, không kém gì, bởi vì không có sự khác biệt có nghĩa kê. Tuy nhiên đối với kết cục chảy máu thì cái nhóm xuống thang ấy, nhóm aspirin cộng clopidogrel ấy, thì giảm được khoảng 48% nguy cơ chảy máu theo mức độ BAC từ 2-3 hoặc 5, so với nhóm mà chúng ta cứ duy trì như vậy. Và một cái nữa, người ta chia nhóm, tức là dưới phân tích dưới nhóm thì tất cả những bệnh nhân nhồi máu ST chênh lên hay không chênh lên, nữ giới hay nam giới, tuổi trên 75 hay dưới 75, có đái tháo đường hay không, chức năng tim giả dưới 40 hay trên 50, và mức lọc thận dưới 60 hay trên 60 thì đều hưởng lợi so với lại cái nhóm xuống thang, tức là xuống thang đều hưởng lợi, tất cả cái đối tượng như này đều có lợi. Như vậy thì rõ ràng các nghiên cứu này của chúng ta cũng tương đương một số nghiên cứu ở nước ngoài như Topic hoặc là nghiên cứu Tropical ACS, thì đều cho thấy là gì, xuống thang đều có lợi. Sau một tháng ta điều trị trong thang kháng tiểu cầu mạnh, sau đó đánh giá lại nếu mà ổn định chúng ta xuống thang thì đều mang lại lợi ích cho cái nhóm bệnh nhân xuống thang này. Và quần thể nghiên cứu châu Á cũng tương tự các quần thể nghiên cứu ở nhóm người da trắng. Một nghiên cứu thứ hai nữa cũng liên quan đến kháng tiểu cầu là nghiên cứu Hot Exam. Cái giả thuyết bệnh nhân của nghiên cứu này là gì? Cho chúng ta bây giờ là sau khi can thiệp thành công, chúng ta dùng kháng tiết tiểu kép duy trì từ 6 đến 12 tháng, 6 tháng đối với lại kháng đối với can thiệp mạch chẩn ổn định và 12 tháng đối với lại hội chứng mạch cấp. Thế sau đó thì sau cái thời điểm này, kép này chúng ta dùng aspirin thường là kéo dài cả đời. Cái án gọi là 1A. Và các nghiên cứu trước đây người ta đều có thể chỉ ra một số nghiên cứu mô tả đấy. Quan sát thì thấy chỉ rằng clopidogrel thì có thể mang lại lợi ích hơn so với aspirin. Tuy nhiên chưa có một nghiên cứu thử nghiệm nào để chứng minh rằng là clopidogrel lại tốt hơn aspirin sau khi cái thời điểm mà chúng ta dùng đơn trị liệu đấy, tức là sau khi sau 12 tháng hoặc sau 6 tháng. Đó là giả thuyết họ vào họ tiến hành nghiên cứu. Thì đây là một cái nghiên cứu cũng ở Hàn Quốc ạ, gồm là gần 5.500 bệnh nhân đa trung tâm. Đó. Khi mà sau đặt stent xong, người ta hết thời gian dùng kháng kiểu kép khoảng 6 đến 12 tháng, 6 đến 8 tháng, trung bình là 12 tháng. Người ta phân ngẫu nhiên là hai nhóm,
một nhóm là aspirin theo đúng khuyến cáo bây giờ, một nhóm dùng clopidogrel 75 mg một ngày và thời gian theo dõi là 24 tháng. Kết cục lâm sàng người ta đánh giá thì ở cái nhóm mà dùng clopidogrel có thể giảm được khoảng 37% các biến cố cộng gộp liên quan đến tử vong mọi nguyên nhân, rồi nhóm có tim không tử vong, đột quỵ hoặc là nhầm nhập viện vì hội chứng bệnh cấp, kể cả cái tiêu chí chảy máu bác lớn hơn 3 nữa so với nhóm mà chúng ta dùng aspirin. Cái này về mặt giảm cái biến cố liên quan đến khối thì chúng ta có vẻ về lý thuyết thì có vẻ là rõ, bởi vì là kháng huyết càng mạnh thì bảo vệ bệnh nhân mà chống huyết khối càng cao. Khi mà người ta tách nhóm ra, các nhóm liên quan huyết khối và các nhóm liên quan chảy máu, thì đương nhiên các nhóm huyết khối này rõ ràng nhóm clopidogrel là có tỷ lệ khi ta dùng ấy thì cái tỷ lệ giảm các biến cố liên quan huyết khối một cách có ý nghĩa kê so với nhóm dùng aspirin, đây là giảm khoảng 32%, mà sự khác biệt có ý nghĩa kê là B rất là nhỏ. Tuy nhiên khi mà liên quan chảy máu thì người ta thấy một điều rất là lạ. Về mặt lý thuyết thì clopidogrel thuốc kháng huyết càng mạnh thì tỷ lệ chảy máu càng cao. Tuy nhiên cái nghiên cứu này đã thấy là gì? Cái nhóm dùng clopidogrel lại có tỷ lệ chảy máu thấp hơn dùng aspirin. Ở đây là thấp hơn đến tận 32%. Mà có ý nghĩa thống kê P0.02 so với dòng aspirin. Thì đây là một cái mà có nghĩa là người ta đây một cái gọi là nghiên cứu không logic. Bình thường chúng ta thấy kháng huyết kéo càng mạnh thì nguy cơ chảy máu càng cao, nhưng trong hợp này lại dùng clopidogrel thì vẫn bảo vệ được bệnh nhân tốt hơn về bảo vệ các biến cố liên quan đến chảy máu huyết khối, nhưng là cũng lại gì không gia tăng tỷ lệ chảy máu, thậm chí tỷ lệ chảy máu còn thấp hơn rất nhiều do aspirin. Đấy, chúng ta đây là một nghiên cứu áp dụng tại châu Á của chúng ta, và chúng ta thực hành lâm sàng chúng ta có thể cân nhắc cái chuyện này mặc dù chưa đưa vào guideline. Và một điều nữa, chúng có nghiên cứu này người ta phân thành dưới nhóm về tuổi giới, rồi cân nặng, cái bo về BMI, tăng huyết áp hay đái đường, suy thận hay không, rồi loạn mỡ máu, đái đường, tiền sử nhồi máu cơ tim hay không, nhồi máu cơ tim hay không, tiền sử, thì tất cả những nhóm mà dùng clopidogrel này đều mang lợi hơn ít hơn dùng aspirin. Một phân tích cho nhóm nữa, dù can thiệp một mạch nhánh hay là nhiều nhánh, can thiệp phức tạp hay là can thiệp đơn giản, rồi có nguy cơ chảy máu cao hay không, rồi liên quan đến thế hệ stent cũ hay thế hệ stent mới bây giờ, vân vân, dùng đặt stent bifurcation hay là đơn giản, thì ta thấy là gì? Cái nhóm dùng clopidogrel vẫn có lợi hơn so với aspirin, để mang lợi hơn. Đây là một cái kết quả nghiên cứu cũng là rất là positive khi mà chúng ta dùng clopidogrel sau khi đơn trị liệu sau khi mà chúng ta đã hết thời gian dùng đáp. Một cái báo cáo tiếp theo liên quan đến điều trị nhồi máu cơ tim. Đầu tiên là cái nghiên cứu Follow MI. Thì đây là nghiên cứu liên quan đến can thiệp. Không biết ai can thiệp thì theo dõi sẽ rõ hơn. Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm mà thực hiện ở Pháp. Khoảng đối tượng khoảng gần 12.000 bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp có ST trình lên và có tổn thương nhiều động mạch vành. Và những nhân này đã được can thiệp thành công nhãn nhồi máu thủ phạm. Nghiên cứu can thiệp, người ta thấy là khi tái tưới máu hoàn toàn, khi bắt đầu tái tưới máu hoàn toàn, tức là tái toàn bộ các nhánh cơ tim, thì tái tưới máu toàn bộ có thể ngay trong lần can thiệp đầu tiên, tức là vào viện có bao nhiêu nhánh can thiệp, nếu mà can thiệp được chúng ta can thiệp luôn, hoặc là cái can thiệp theo giai đoạn, nhưng mà giai đoạn 2 thì phải dưới 5 ngày kể từ lần can thiệp đầu tiên. Và chia làm hai nhóm, một nhóm dùng FFA để hướng dẫn can thiệp ở các nhánh còn lại, hoặc là một nhóm dùng cảm quang can thiệp giống như bình thường chúng ta bây giờ. Và kết quả nghiên cứu đánh giá thì hai giữa hai cái nhóm này dùng FA để hướng dẫn can thiệp đối với nhánh còn lại hoặc chụp bạch cản quang thì không có khác biệt về tỷ lệ tử vong mọi nguyên nhân hoặc nhồi máu cơ tim hoặc là tái tưới máu trong vòng 1 năm và không có sự khác biệt có nghĩa ok. Cái nghiên cứu này có ý nghĩa là gì? Thì đối với bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì chúng ta dùng sau khi can thiệp thành công nhánh thủ phạm rồi thì chúng ta dùng FFA để hướng dẫn can thiệp, định hướng can thiệp thì không có ý nghĩa gì cả. Còn đối với các nghiên cứu trước là hoàn toàn nghiên cứu trên bệnh nhân ổn định thì là có ý nghĩa, còn đối với hội chứng bệnh cấp thì nhắc lại một nữa, với nghiên cứu này
thì sau khi trên cấp thì sau khi chúng ta can thiệp thành công thủ phạm, các nhánh còn lại mà chúng ta dùng FMA định hướng can thiệp thì không có ý nghĩa, không mang lại ích gì cả. Cho nên là trong thời gian can thiệp thì đối với trước chúng ta không có thể không áp dụng, bởi vì là vừa tốn kém người bệnh mà không mang ý nghĩa cho người bệnh, không mang ý nghĩa về mặt giảm cái mức tim mạch. Một cái nghiên cứu thứ hai liên quan đến nhồi máu cơ tim, về giả thuyết của họ đối với những nghiên cứu, đây là nghiên cứu trên Bartendim ấy, chắc là chị Nga rất là rõ, là để điều trị suy tim ở bệnh nhân, tôi cho dùng hai nhóm mãn tính ấy. Chúng ta dùng hai nhóm, một nhóm dùng acne thế hệ mới bây giờ và một nhóm dùng ức chế vận chuyển, thì tôi theo dõi trong tầm khoảng 3 năm thì cái nhóm dùng acne thì chúng ta thấy là giảm được cái tỷ lệ tử vong tim mạch, tỷ lệ tái nhập viện cho suy tim giảm rất có ý nghĩa, ok, giảm được khoảng 20% mà p=0.002, tức là rất nhiều 0.2, có nghĩa ok, và 5 ml/L còn tính có 21 bệnh nhân thôi. Có nghĩa là gì? Ta cứ điều trị đối với phương pháp này, ta điều trị 21 người thì có thêm được một người giảm được biến cố tim mạch liên quan đến suy tim hoặc tử vong. Từ cái giả thuyết này thì người ta đưa ra cái nghiên cứu mới, thì đối với bệnh nhân suy tim mạng là đúng rồi, tốt, nhưng đối với nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp thì acne có giá trị hay không? Thì đây là một nghiên cứu một đôi đa trung tâm ở 41 quốc gia, gần 5.600 bệnh nhân. Thế nghiên cứu gồm những tiêu chuẩn bệnh nhân là nhồi máu cơ tim cấp từ 5 đến 7 ngày và có chức năng tim dưới 40% và có thể sung huyết, có suy tim sung huyết, ứ huyết phổi có hoặc không có. Và người ta chia thành hai nhóm ngẫu nhiên, một nhóm dùng acne và một nhóm dùng ức chế vận chuyển là ramiprin, và thời gian theo dõi trung bình là 2-3 tháng. Kết quả nghiên cứu ta thấy rằng hai nhóm ở nhân nhồi máu cơ tim không có sự khác biệt giữa nhóm acne và dùng ức chế vận chuyển trong thời gian theo dõi khoảng 2-3 tháng, trung bình 2-3 tháng, và không có sự khác biệt có nghĩa ok. Về tử vong mạng nguyên nhân cũng vậy, không có sự khác biệt giữa nhóm dùng acne với lại nhóm dùng ức chế vận chuyển. Như vậy thì trong nhồi máu suy tim, trong nhồi máu cơ tim cấp thì nhóm acne không trội hơn so với lại ức chế vận chuyển. Chính vì thế mà trong thực hành lâm sàng mà theo kết quả nghiên cứu này, chúng ta có thể lựa chọn ức chế vận chuyển vẫn là cái thuốc đầu tay mà dễ tìm, rẻ tiền để chúng ta có thể ứng dụng điều trị cho người bệnh. Đối với nghiên cứu nữa, nghiên cứu đây là nghiên cứu ngoại khoa, là nghiên cứu phòng ngừa đột quỵ, thuyên tắc mạch hệ thống sau phẫu thuật tim, nghiên cứu NAUS 3. Thì đây là một nghiên cứu lâm sàng mà đa trung tâm, ngẫu nhiên, đa trung tâm. Đối tượng nghiên cứu khoảng gần 5.000 bệnh nhân có dung nhĩ và có điểm chát vát nới bằng 2, được mổ tim. Trong đó khoảng 21% mắc cầu chủ vành đơn thuần, 23% thay van tim đơn thuần và khoảng 66% có can thiệp trên van tim và 33% triệt phá dung nhĩ ngoại khoa, tức là thủ thuật đứt mây. Và người ta phân những ngẫu nhiên là hai nhóm, một nhóm đóng tiểu nhĩ sau khi phẫu thuật và một nhóm không đóng tiểu nhĩ. Thời gian theo dõi trung bình là gần 4 năm. Phương pháp đóng tiểu nhĩ thì người ta có thể cắt tiểu nhĩ, ta khâu lại hoặc là ta thắt tiểu nhĩ bên ngoài. Cái này chắc là tí phó sư Như Huyền sẽ bình luận thêm. Và kết quả nghiên cứu ta thấy là gì? Những bệnh nhân cắt tiểu nhĩ khi đóng tiểu nhĩ đấy thì rõ ràng là giảm được cái biến cố đột quỵ thiếu máu hoặc là thuyên tắc mạch hệ thống so với lại cái nhóm mà không đóng tiểu nhĩ. Đây là màu xanh là đóng tiểu nhĩ và màu đỏ không đóng tiểu nhĩ, và giảm được khoảng 33%, mà cái có nghĩa ok so với lại nhóm mà chúng ta không đóng tiểu nhĩ. Mà khi phân nhóm dưới nhóm ấy, tôi thấy là gì, mọi cả cái giới tuổi trên 72 hay lớn ở 72 có bệnh van tim do thấp hay là van tim do thoái hóa, rồi các thuốc đang uống là lô ắc hay viên ca hệ thống, viên ca truyền thống, và chát vát lớn hơn 4 hay nhỏ hơn 4, rồi phẫu thuật thay van bất loại bất cứ loại van nào hoặc là bất cứ loại phẫu thuật nào liên quan đến tim mạch như bắc cầu chủ vành, rồi có dung nhĩ hay không dung nhĩ, rồi tăng huyết áp hay không, suy tim có tăng suy tim, tiền sử suy tim hay không, và chức năng tim hiện tại là trên 50 hay dưới 50, cũng tiền sử có tai biến hay không, thì đều hưởng lợi từ cái nhóm mà chúng ta đóng tiểu nhĩ.
đây là cái báo cáo cuối cùng liên quan đến bệnh nhân COVID mà đang nóng hổi bây giờ. Thì người ta giả thuyết nghiên cứu có 3 nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu Attrition, gồm 587, gần 600 bệnh nhân bị COVID-19 nhập viện ICU, tức là bệnh nhân nặng là phải nhập viện rồi đấy ạ. Thì người ta chia làm hai nhóm ngẫu nhiên, một nhóm dùng atorvastatin 20mg một viên một ngày, so sánh với nhóm chứng nó không dùng gì cả, điều trị thông thường. Thì theo dõi kết cục, người ta thấy là gì, không có sự khác biệt giữa thể đã chết, huyết khối tĩnh mạch hoặc là động mạch, hoặc là bệnh nhân phải vào ECMO, không sự khác biệt gì cả. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu đem 19 gồm khoảng 1.300 bệnh nhân bị COVID. Người ta dùng thuốc đái tháo đường dapagliflozin 10mg một ngày, so với một nhóm chia ngẫu nhiên một nhóm dùng này và một nhóm không dùng gì cả, không dùng cái thuốc này. Thì cái tiêu chí là chết hoặc suy các cơ quan hoặc phổi, tim, gan, thận cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Đây là kết quả mặc dù là gì, không có ý nghĩa gì về mặt điều trị bệnh nhân COVID, không làm giảm tỷ lệ tử vong của nhân COVID. Tuy nhiên lại cho chúng ta một cái ý nghĩa khác là đối với nhân COVID mà bị mạch tim mạch, bị mạch vành hay là bị đái tháo đường thì chúng ta có thể dùng atorvastatin hoặc dapagliflozin để điều trị mà không làm gia tăng tỷ lệ tử vong của nhóm này. Đấy là ý nghĩa chính của nó. Mặc dù nó không làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh nhân COVID nhưng mà nó giúp chúng ta là những bệnh nhân này COVID mà chúng ta có thể dùng atorvastatin hoặc là dapagliflozin khi bệnh nhân có đái đường hoặc là khi bệnh nhân có tim mạch. Còn bệnh nhân, một nghiên cứu nữa, nghiên cứu Action. Đây là khoảng 600 bệnh nhân COVID mà khi vào xét nghiệm có dimer tăng lúc nhập viện. Cái tiêu chiên là hai nhóm ngẫu nhiên, một nhóm chống đông đủ liều, tức là nhiều điều trị, và một nhóm nhiều dự phòng. Đối với nhóm nhiều điều trị, nếu tình trạng ổn, ta dùng rivaroxaban, tức là Santo của ta 20mg viên một ngày. Còn tình trạng nhưng không ổn định thì ta dùng enoxaparin 1mg/mg nhân 2 lần một ngày. Thì người ta so sánh thì cũng không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong, thời gian nằm viện cũng như thời gian thở oxy giữa hai nhóm. Tuy nhiên là vì như vậy áp dụng lâm sàng thường ngày hàng ngày thì đối với những nhân mà dimer tăng khi lúc nằm viện thì chúng ta tóm lại là chúng ta có thể áp dụng điều trị đủ liều hoặc là dự phòng đều có thể được, nhưng mà Việt Nam chúng ta là đang áp dụng cái liều điều trị đấy ạ. Và còn đây, cần nghiên cứu này thì cho thấy rằng gì, kể cái liều điều trị hay liều dự phòng kết quả như nhau. Và bài trình bày của tôi đây là hết ạ. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.